Trái lòng ơi, hôm nay mình sẽ làm một con bọ đất. Con này thì ở vùng nông thôn thì ai đã từng ở nông thôn đi ra vườn thì chắc chắn đã từng nhìn thấy nó. Mọi người xem.
mọi người đã xem video của mình. Mọi người nhớ ấn like và theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye.